Nhậu xịn không? Nhậu xịn không? Tối ngày. Em định lấy cái cây cho mẹ quấn anh ba nào. Con Yumi đâu mẹ? Sao? Nó hai chân cởi ở chỗ con Yumi. Gượt anh ba kìa, gượt anh ba kìa. Gượt anh ba, chết rồi rồi, gượt anh ba kìa. Từ từ thôi. Đó đó. Rồi, anh đã bị trọng thương rồi. Xin lỗi. Trời đất ơi, vụ tai nạn giao thông hai lần chung một chỗ ta. Tai nạn giao thông này kỳ quá ta. Đứng dậy nào. Kìa, nó quay lại nó gượt mày tiếp nữa đó, mày xin lỗi nó bưởi.